Rồi. Tép này mình rang khô rồi mình trộn gỏi. Cá kèo này bữa nay mình thoi vô găm nha. Bỏ muối với miếng nước mắm, miếng bột ngọt, miếng đường, nước mèo. Này ớt vô miếng rau găm với miếng hành lá. Rồi hồi mình kho xong mình bỏ rau găm vô thêm. Ăn đi, ăn chua không vậy? Ăn ngâm không? Nấu không được, ăn canh đá. Ăn ngâm. Ăn cái ta mới vô cơ. Vừa ăn ngọt vừa ăn chua. Ngay đầu lộ mình đi ra nè, quyết định hai hộ nè. Dinh nó bắn ra một hai mà hai đâu cắn. Cái chiếc áo này cái vỏ cũng mềm chứ không có cứng. Có cái chiếc áo hồi xưa á. Chiếc áo hồi xưa của mình nó mẹ cái vỏ vậy cui mà. Nó vậy. Cắn nó muốn gãy răng. Này bữa nào mình lột ra. Này nước mắm trộn gỏi. Này nước mắm ăn cá. Thứ hai nước mắm ăn ổi. Ổi trộn gỏi được luôn á.
Gì? Chị mét 50 chứ gì? Thiệt luôn hả? Ừ. Nguyên mét 53, chị mét 50. Thì nó cao hơn chị rồi đó. Ủa? Sao em thấy đứng gần bằng nhau mà? Bằng nhau bằng. Tuổi à, đi làm hai nước mắm mới 16, 17 tuổi vậy. Giờ mới biết. Mới biết không? Giờ mới biết. Từ đâu có tên đó. Người ta ăn rửa gà, mình ăn tép lung. Thường thường ở nhà mình trộn bắp chuối với ốc không, mà bữa nay mình trộn với tép rong. Chuối này bự ha, một thao luôn á. Nãy tính đặt thêm cây chuối sắc vô nữa mà nhiều quá thôi. Ba bài nữa hết rồi, là tới phần kinh. Nhanh không? Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức bữa cơm cùng gia đình mình nha. Ba lấy gì? Chú ngồi đi. Chú ngồi đi. Ngồi bên đây nè bác. Bác ba qua đây ngồi, bác ba ăn miếng đi. Ăn cơm. Nhất thế hàng ngồi anh ơi. Ăn được sớt. Uống chút à. Mai có bác ba ghé chơi. Thôi. Cơm cùng gia đình. Rồi con tép này mà con lột vỏ. Lột vỏ lấy gì ăn con? Cá đó mềm mắm. Cá cha mắm cá lá lẹt đó. Đó bà ta cứ dĩa cá. Vậy lấy cái dĩa vậy ăn miếng qua đây nè, cho nó cơm nó khoắm cho nó đi. Cái này cá cha với xương. Mềm. Hình như anh mở cái tủ đó có cái hộp giấy đó. Cá tèo mềm đó. Ở dưới á, hộp giấy á. Ở bên cánh đây nè. Ăn đi. Có hộp giấy xanh á. À lấy mổ múc. Không. Đây để đâu. Có cái nước cá. Nước cá. À, nước cá nè, nước cá thì nè. Có cá kèo nó mềm. Bác ba ăn cá kèo không? Không. Mặn nha anh. Không mặn không? Ừ. Ăn đi. Ăn đi ngủ. Không biết rỡ mình trời.
Gì? Ngủ không cũng gần nữa. Đang ấy cá cho nó ăn kìa. Nay làm hộp này đi cho nó. Hoành tráng. Nó hoành tráng lệ. Cơm lẹ hả? Cơm lẹ hả? Cơm lẹ sao nóng nực đâu. Lấy cái cánh gà cho nó. Sao mà nó biết hết trơn ta? Rồi nữa có em chắc em nó dành nó cũng nhường luôn á. Không lẽ nó không nhường. Chị hai à. Ừ, chị hai nhường cho em ăn. Chị hai nhường cho em ăn. Chị hai nhường cho em ăn. Chị hai làm em. Chứ không phải làm chị. Nó nói em rồi, nó nói gì nè. Mẹ nói không, chị hai là cái gì cũng phải dùng cho em không? Rồi trời, nó mốt á, quét nhà nè, rửa chén nè, lau nhà nè, con nhường cho nó. Khôn rồi nha. Chứ ăn không nhường. Mẹ nói cái gì cũng phải nhường cho em à, nấu cơm, quét nhà, lau nhà, rửa chén, con nhường cho em hết. Hay quá Quyền ơi. Nhường rồi, nhường. Nhưng cái phần lợi còn cái phần hại là mình lãnh. Miếng cơm rồi mà. Nhường hết. Trời ơi, hả mẹ? Cá kèm mèo ngon không? Đổi nha mẹ. Dễ bỏ mẹ. Quý ngộ ha, mình chị cái gì cũng nhường cái em hết. Canh cải bẻ dúng không Nguyễn? Rồi bẻ dúng á. Dúng là chị. Lộn xộn. Nó có, con gắp lên. Nhưng mà nó ngon 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 ngon. Con gắp cái lá. Lá không mềm hả? Cái lá nó mềm. Ăn mau hả? Không ngon. Ăn gỏi đi con. Ăn bảy gỏi có bắp chuối có gì? Tép rau. Ừ. Nó hổng ăn rau nữa. Đó ăn rau hủ nha. Ừ, đắp cho bắp ba miếng rau hủ mềm lắm. Rồi ăn miếng nấm gom đi. Ráng nhớ bắp nhà. Rau hủ mềm lắm. Nấm gom, nấm gom. Nấm gom. Gom. Ừ. Gom. Nấm gom. Rồi ăn cái nè. Đậu dai. Tao hổ mềm. Hổ mềm. Nhắc bài. Hôm qua nguyên hổ nước mắm nãy còn nhiều mà trộn vô mà muốn nó không ngược ra ấy. Cầm đèn mới nói mới biết. Ừ, có bao giờ biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.